Độc lạ Thái Lan, idol đang hát, fan kéo ra donate ngay bữa tối. Mới đây, trong khi biểu diễn, ca sĩ Câu Huê Rai đã vô cùng vất vả khi được fan níu tay và bắt nhận bằng được bao 30kg gạo tám thơm, một túi rau xanh nhà chồng và chục trứng gà nhà đẻ. Khi một tay vác bao gạo, một tay cầm rau trứng, nam ca sĩ vẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì tấm lòng của các fan dành cho mình. Anh hài hước chia sẻ hy vọng lần sau, nếu có quý thì fan chỉ cần tặng 10kg là anh đủ dùng. Ca sĩ Câu Huê Rai nay đã 35 tuổi, anh thường xuyên biểu diễn tại các sân khấu có quy mô vừa và nhỏ. Các fan đến dự buổi biểu diễn của anh đa phần là những người cực kỳ yêu mến nam ca sĩ bởi chất giọng mộc mạc cũng như con người giản dị. Những món đồ ăn anh nhận được hầu hết là nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống, khi mỗi lần đi diễn, anh lại hóa thành người bán hàng rong vì độ đa dạng và số lượng quà treo lên người. Trong khi một số fan thấy anh chàng khá vất vả vì vừa phải hát vừa tập gym, nhiều khán giả lại cho rằng anh sẽ không bao giờ phải sợ đói.